Thưa quý vị, vào lúc 1 giờ 30 phút sáng nay, ngày 11 tháng 10, tại số nhà 236 trên 31 đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, đã xảy ra một vụ cháy khiến hai trẻ em tử vong do ngạc khói. Vào thời điểm trên, cử dân phát hiện ngôi nhà 3 tầng tại địa chỉ 236 trên 31 đường Trần Cao Vân đã xảy ra cháy nên hô hoáng mọi người đến dập lửa. Nhận được tin báo, lực lượng 114 đã tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy. Do vị trí nhà cháy nằm trong hẻm sâu, diện tích nhà nhỏ nên còn lửa nhanh chóng lan hết các tầng. Các lực lượng đã cứu được ba người trong nhà ra bên ngoài, còn hai cháu nhỏ sinh năm 2009 và 2011 bị tử vong do ngạt khói. Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân bên cạnh. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang tiếp tục được điều tra làm rõ.